Đây, tôi xin chào tất cả các anh em càng rủ đam mê cá tường Tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 34 mấy câu nha anh em. Thì 34 mấy câu này 34 mấy câu hàng bãi Nhật. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi tổng năng lỗ không clip á, thì anh em gửi lại. Rồi, cảm ơn anh em. Một con thứ nhất. Thì con thứ nhất em lên cho mọi người là một con máy của Okuma, một thương hiệu của đến từ China. Thì con này được xuất cho thị trường Nhật nha anh em. Con này em lấy từ thị trường Nhật về. Đó. Nồi carbon. Đó, nồi carbon chạy mặt đạn. Thì dòng Okuma này có những máy khá là đắt tiền mọi người. Đây. Ngoại hình tương đối đẹp nhé. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 1.500 nha anh em. Cước 2 vô được 90m nè. Đó. Con này về cho anh em câu tôm, câu lua, đó, câu iso, câu cần tay chở máy, không thôi câu hành chấp. Hoạt động ok chân chu nhé. Rồi bên trong. Đấy cước ok. Quay ngược ok. Đó. Rồi giá con thứ nhất giá là 200 nha anh em, 200k cộng ship. Tiếp theo máy số 2. Máy số 2 em lên cho người vẫn là một con máy của Okuma. Đây, đó. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 2.500 nha mọi người. Đây, thông số cước. Cước 0.25 thì vô được 120m, tầm khoảng cước số 3 nha mọi người. Cũng là con máy Okuma được sản xuất tại China. Đóng tem đầy đủ nha anh em. Đó. Thì Okuma là một hàng khá là ok rồi, đó. Hoạt động mượt mà. Tha dính đó. Bên sóng nha mọi người. Đấy cứ ok nè. Đó. Rồi, giá công khai giá khoảng là 200 nha anh em, 200k cộng ship máy số 2. Tiếp theo máy số 3. Thì máy số 3 em lên cho mọi người là một con cần của con máy. Thì để em xem con máy này của con máy này thì em không biết tên luôn. Con này một con của Trung Quốc sản xuất cho anh em, 3+1 mặt đạn. Nồi trong nồi thì có dây bia đi theo máy nha mọi người. Dây bia đi theo máy. Thì con này một con máy cối nông. Đó, con máy cối nông. Nồi là kim loại. Cước bia 0.8 là 150m, cước bia số 1 giờ được 130m nha mọi người. Đó, có bia đi theo máy luôn, tặng cho anh em luôn. Nồi kim loại tổng thể ngoại hình đẹp nhé. Trang nguyên nè. Máy thì hoạt động trơn tru, im mượt. Thích hợp cho anh em là mới tập lua. Câu đó, tập lua. Câu cảm giác. Đó, máy còn rất là đẹp luôn. Thì máy hỗ trợ ABS nè mọi người. Pha dính nè. Đó, quay ngược ok. Quay ngược nè. Đó, rất là ok nhé. Rồi, giá công khai con máy số 3 giá là 250k cộng ship cho mọi người. Máy cài bếp. Đó. 250k cộng ship máy số 3. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người một con Romit. Thì con Romit là một con của Korea nha anh em, máy Korea sản xuất. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 4.000. Cước 4 vô được 200m, cước 5 vô 150m nha. Nồi kim loại. Tặng dây bia theo nồi cho anh em luôn. Đó, dây bia nha mọi người. Hoạt động ok. Đó, mực mà. Bên sóng. Anh em, hẹn Gromit. Thì Gromit này thì anh em gặp cần thì nhiều. Máy test đó. Đó, kim loại. Con lăn cước ok. Tổng thể của mình đẹp. Đó. Xuất sắc. Rồi, con máy số 4 giá khoảng là 250k cộng ship nha. Tiếp theo con máy số 5 nha mọi người. Con máy số 5 lên cho mọi người một con của Naoko, một con máy của hàng Matic. Thì Matic thì em hay bán mấy cái cần Hachi á, cái Hachi mà nó giả chút á là của nó. Đây, hàng của Hàn Quốc xuất nhập nha. Đó. Nó kim loại. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 4.000. Đó, cước 4 150, 4 cho được 160m, cước 5 cho được 130m. Đó. Nó kim loại nha mọi người. Thì con máy hoạt động ok, im mượt rồi. Đó, rất là mượt luôn. Tay quay nấm gỗ nha mọi người. Đó, tay quay nấm gỗ. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok nhé. Không xước xát gì nhiều. Mô bình sống. Đấy, cứ ok. Thì giá công khai con số 5. Giá vẫn là 250k cộng ship nhé. Đó, ok. Rồi tới ok.
theo mã số 3, mã số 6. Con số 6 lên cho mọi người là một con long cát. Thì con này máy của Korea sản xuất cho anh em. Nè, Korea. Tai quay đây. Thì con này có xe tương đương lên tầm khoảng 3.000. Cước số 3 là 170m, cước số 4 như là 120m. Mô bên là mô bên sóng. Cước ok. Đó. Tai quay đây. Hoạt động ok nha mọi người. Đó. Con này anh em cột tôm, cột hành chắp, cần tay chở máy rất là ok nhé. Rồi, giá công khai máy số 6, giá là 200 nha anh em, 200 cọc xếp máy số 6. Tiếp theo máy số 7. Máy số 7 lên cho mọi người một con máy 7 hàng của Nhật, một con máy Ryobi nha anh em. Spin. Để nét coi. Spin nha anh em. Đó, hàng Ryobi. Thì con này có xe tương đương lên tầm khoảng 4.000, 3.000, 4.000. Đó. Và cộng ok, đó. Quay ngược ok, quay tới ok, đó. Bộ bên là bộ bên trống, tiếng kêu rất là đã nha mọi người. Đây cước ok, rồi con máy số 7 giá là 250k cộng xếp nha, máy xây 3.000, 4.000. Tiếp theo máy số 8, thì máy số 8 lên cho mọi người là một con máy của Ryobi. Nè người, con máy Ryobi, con máy này của Hồng Kông sản xuất. Thì con máy này là máy toàn thân carbon, đây carbon nát nha mọi người. Đó. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 2.000 nha anh em. Đó, cước số 2 là 150m, cước số 3 là 110m. Hàng chất liệu carbon, thương hiệu Ryobi. Đó. Máy hoạt động ok nha anh em. Máy 2.000, đó, anh em cốc tôm, cầu hành cáp. ISO cần tay chở máy rất là ok nhá. Ở bên là mô bên sóng. Đó. Cái cước ok. Đó. Rất là mượt nhá. Bên ngược ok nè, về tới ok. Đó, không lỗi làm gì. Rồi, giá công khai máy số 8 giá vẫn là 250k cộng xếp nhá. Tiếp theo máy số 9, con máy số 9 em lên cho mọi người một con máy Ryobi. Thì con Ryobi này nào carbon nha anh em. Ở lọc nồi nào kim loại. Đó. Con này có xe tương đương tầm khoảng 3.000, 4.000. Cước số 3 được 100, cước số 3 được 200m, cước số 4 được 130m. Thì con này được hỗ trợ là cốt trợ lực nha anh em. Đây. Cốt là cốt to chà bá luôn. Đó. Hoạt động mà chân chu rồi. Đó, không lỗi lầm. Nè. Máy nó có hỗ trợ cục bấm cho anh em, đó, rất thuận tiện. Bấm là lấy ra thôi. Đó. Thì máy hoạt động chân chu rồi. Đó. Rất là ok nha. Con này là tải cá này rất là khỏe nha mọi người. Đó. Nó kim loại. Rồi, giá số 9, giá là 350k cộng xếp nha. Tiếp theo máy số 10. Máy số 10 em lên cho mọi người một con đai qua hàng China xuất Nhật. Thì con này một con đai qua Philippines gì đó mọi người. Đây, máy có xuất sắc. Xuất sắc. ABS gì nè. Thì con này có máy sẽ tương đương tập khoảng 2.000 nha anh em, sẽ tương đương 2.000. Máy hoạt động ok, im mượt rồi, đó. Mượt mà luôn. Máy ngược ok, đó. Quay tới ok. Thì máy xuất sắc nhiều nha mọi người, máy xuất sắc nhiều. Đó. Con này anh em hỗ trợ câu lua. Đó, mới tập lua đánh cái này. Rồi, giá công khai máy số số mấy ta? Số 10, giá là 200 anh em, 200 cộng ship máy số 10. Tiếp theo máy số 11. Máy số 1 là cho mọi người một con máy Ryobi. Đó. Thì con Ryobi này có xe tương đương tầm khoảng 4.000, 5.000 nha anh em. Cước số 4 giờ được 210m, cước số 5 giờ được 160m. Đó, anh em chỉnh cho anh em cầu lăn xe, câu tra, câu chép. Cầu lăn ok nha anh em, còn sáng nha. Hàng Japan. Máy hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó. Quay ngược ok nè, quay tới ok nè. Đó. Rồi, giá công khai máy số 11, giá là 250k cộng ship nha.
để cướp. Ok, tiếp theo mã số 12. Mã số 12 em lên cho mọi người vẫn là một con máy Ryobi mượt mà nha mọi người. Thì con Ryobi này một con Ryobi carbon đây nè, carbon. Thì con này có sẽ tương đương là tầm khoảng, em xem có xe tương đương là khoảng 3 ngày anh em, cước 3 được 170m, cước số 2 được 230m. Máy hoạt động ok rồi, à, rất là mượt nha. Quay ngược ok, quay ngược ok nè, quay tới ok nè, đó, ngưỡng dây nè mọi người. À. Để cước ok. Rồi, giá công khai mã số 12, giá vẫn là 250k cộng ship. Máy số 13. Máy số 13 em lên cho mọi người một con máy của Olympic. À, Olympic, con này hình của Olympic này. À, chất liệu carbon. À, đây, hai bên từ carbon anh em. Đó. À, hàng của Nhật nha anh em, hàng của Nhật sản xuất. Thì máy hoạt động ok rồi. Đó, rất là mượt luôn. Hai dính, quay ngược ok, quay tới ok, đó, mô bình sống, lấy cước ok, toàn thân carbon. Thì con này sẽ tương đương là tầm khoảng 4.000, cước số 4 được 160m, cước số 3 được 225m. Rồi, giá công khai 13, giá vẫn là 250k cộng ship. Tiếp theo 14, thì con 14 lên cho mọi người, tiếp theo là một con máy đua chuột, hàng của Ryobi. Thì con này em bán máy, em có tặng dây bia theo máy cho nó nè, đó. Mô bên là mô bên sống, xả đồ chuột. Đánh cước ok. Hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó. Thì con này bị mắc cái tem bên đây nè, đó. Bị mắc cái tem bên đây, hàng chạy hai mặt đạn. Hàng Ryobi, con này của Hồng Kông sản xuất nha nè. Nó hoạt động rất là mượt nha. Dây bia rất là ok nha mọi người. Bia dịch siêu bền. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 3.000, cước số 3 là 170m, cước số 2 được 230m. Nó bên sóng, quay ngược ok nè, rất là mượt luôn. Quay tới ok, chất liệu carbon. Đó. Rồi, giá công khai máy số 14, giá là 300 nha nè, 300 cộng ship máy số 14. Tiếp theo máy số 15 lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Thì con này một con Daiwa xây của Taiwan sản xuất anh em, hàng Taiwan sản xuất. Thì con này có xe tương đương gần tầm khoảng 5.000, cước số 5 trên 180m, cước số 4 được 230m. Chất liệu cũng là chất liệu carbon nha anh em. Đó. Carbon thì nó làm nhẹ máy đây thôi, nhông vẫn là nhông kim loại nha anh em. Mấy con này nhông tải cực kỳ lớn luôn nha. Đó, rất là khỏe. Và tổng chân chu êm mượt nha mọi người. Đó. Không lỡ lầm. Đó. Rất là mượt. À, ra cái dướng dây nè, bơm là bơm sống. Rồi, giá công khai máy số 15, giá vẫn là 300 nha anh em, 300 cộng ship máy số 15. Tiếp theo máy số 16. Máy số 16 lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Hàng China xuất Nhật nha anh em. Thì con này một con máy Spinter 4 ngang. Đó. Thì cõi bị mối ăn mọi người, mối ăn. Đó. Mô bình là mô bình số nè, có bị mối ăn nè. Đó. Tổng thể ngoại hình thì còn ok, nó xuất sắc nhiều. Đó. Hoạt động ok mọi người. Đó. Rất là mượt nha anh em. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 5.000-6.000. Đó. Rất là mượt luôn. Mô bình sống. Con này về anh em câu đăng xe, câu tra chép là hết bài. Con này cước số 5 được 200m, cước số 6 được 150m, xe tương đương gần tầm khoảng 6.000. Đó. Tổng thể của hình còn nhìn còn khá là ok. Đó. Rất là mượt nha anh em, hoạt động ok nhé. Rồi, giá công khai máy số 16, giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship máy số 16. Tiếp theo lên cho mình con máy số 17. Có 17 em lên cho mọi người một con đai qua của Việt Nam sản xuất, Pin. Đó. Thì con này có xe tương đương tập khoảng 3.000 nha anh em. Đó. Còn rất là đẹp luôn.
hàng Việt Nam sản xuất. Con này em lấy từ Nhật về nhá. Đó, em search giá Nhật nó ra tầm khoảng 5.000 yên, tầm khoảng giá tầm khoảng 1 triệu đồng đó mọi người. Máy hoạt động rất là mượt nha anh em. Đó. Máy hoạt động rất là mượt luôn. Đó, pha dính. Đó. Máy đời cao nha mọi người, máy đời cao. Thì con này nó không có phá cước trả ngược nè mọi người. Đó. Không có phá nha mọi người. Đó. Hàng nguyên zin nhá. Hàng đời cao, không có phá. Nó chỉ quay tới thôi. Đó. Đó, rất là mượt. Ở bên là một bên sóng. Đấy, cước ok, con lăn ok. Rồi, giá công khang mã số 17, giá là 450k cộng ship nhá. Tiếp theo mã số 18, con 18 lên cho người quản một con máy của hàng Daiwa Việt Nam xuất nhận. Đây. Thì con này có ABS sẽ tương đương là tầm khoảng 5.000-6.000. Đó. Mô bin là mô bin sóng. Hàng đẹp nha anh em, hàng đẹp. Không có muối ăn luôn nè. Tất cả ok hết cho anh em. Đó. Hoạt động chân chu, im mượt. Rất là mượt. Thì máy có ABS nha anh em. Đó, có dính, có dính. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Rất là ok nha anh em. Máy cứ ok. Đây nè, ABS pha dính. Thì cái này tay quay á, mấy anh Nhật anh cắt nè, nó anh cắt lên làm nhỏ gọn rồi nè. Đó. Hoạt động thì im mượt rồi. Đó, anh em nào về cầu lăn xe cha chép cầu lùa đánh thoải mái nha. Con này sẽ tương đương tập khoảng 5.000, cước số 5 trên 150m. Rồi, giá công khang máy số 18, giá là 450k cộng ship nhé. ABS đầy đủ. Mình sống. Tiếp theo máy số 19. Con máy số 19 lên cho mọi người một con máy Daiwa Garen. Thì con Garen này một con Garen 4.000, có xe tương đương là tầm khoảng 6.000, 5.000, 6.000. Cước số 5 được 200m. Cước số 6 được 150m nha. Đó. Con này ra tầm khoảng 6.000 nha anh em. Hàng này anh em đánh biển, đánh bạc bãi, câu lua, câu lăn xê, cha chép thoải mái nha. Máy hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Dòng Garen này thì khỏi bàn. Ô bên là một bên sóng. Đấy, cước ok. Thì con này cước. Cước số 6 là 150m nha. Đây, tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp nha mọi người. Mô bên số. Con này được sản xuất tại Nhật nha anh em. Được sản xuất tại Nhật. Đó, mình sập bên. Giá công khang máy số 19, giá là 450k cộng ship nha. Tiếp theo con máy số 20. Thì có 20 quảng bạc. Một con Garen 4.000. Đó, được sản xuất tại Nhật. Xe tương đương ra tầm khoảng 6.000. Anh em cột cha chép thoải mái. Cái này là về được một cặp nha anh em. Đó. Một bên số, một bên sóng nha. Đó. Tổng thể ngoại hình xuất sắc ít. Hoạt động ok rồi. Đó. Thở bàn. Đó. Rất là mượt nha. Quay ngược ok. Về tới ok. Một bên sóng. Máy cước ok. Rồi. Giá công khai vẫn là 450k cộng ship nha. Con máy số 20. Tiếp theo mọi người là máy số 21. Thì con 21 lên cho mọi người một con máy của Daiwa, một con Daiwa Thái Lan xuất Nhật. Đó. Tổng thể ngoại hình anh em, con này đẹp. Máy đua chuột nha anh em. Máy cứ ok. Chiếc này cứng. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng điểm xem. Không thấy xung khấu cước ơi. Con này ra tầm khoảng 5.000 anh em, 4.000, 5.000. Hoạt động ok. Đó. Em được ok, quay tới ok. Rồi, giá công khai máy số 21, giá là 350k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 22. Con 22 em lên cho mọi người là một con máy
của Tsurumi. Thì con này một con máy của Tsurumi, hàng của Korea xuất Nhật, hàng của Hàn Quốc nha nè. Đây, cần Tsurumi, máy Tsurumi. Đó, máy rất là ok, nồi nồi kim loại nha. Còn rất là sáng nè. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng, em xem, 5.000 anh em. Cước số 5 được 150m, cước số 4 được 200m. Đó, 5.000, chuẩn anh em con cha, chép bằng xe. Máy hoạt động mượt rồi. Đó. Tay quẹt, tay quẹt nấm gỗ nha mọi người. Thì con này nó bị rãnh cái phá cước đây anh em. Đó, cái phá trả ngược chiều á, rãnh nha mọi người. Bị gãy mắt luôn. Đó, em nhấn mạnh lại, bị mắt luôn. Đó. Rồi chỉ quay tới thôi. Đó. Rồi. Giá công khai máy số 22, giá là 250k cộng ship nha. 22, 250k cộng ship, giảm giá. Tiếp theo con máy số 23. Lên chỉnh đây. Hàng máy kim loại. Để sửa lại xem. Tiếp theo con máy số 23. Con 23 lên cho mọi người một con máy Daiwa Emblem. Đó. Thì con emblem là một con emblem đua chuột. Máy đại ca anh em, emblem đua chuột, máy chạy 4 mặt đạn. Đó. Tổng thể ngoại hình ok nha anh em. Con này có xe tương đương là tập bản 5.000, 6.000, chuẩn cho anh em câu lăng xe, cha chép. Mô bên sống, cốt mô bên là cốt trợ lực, cốt to. Đó. Máy hoạt động đây nè. Rất là mượt quả. Đó. Rất là ok nhá. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. À dính. Rất là ok nha mọi người. Emblem. Thì con này được sản xuất tại Japan nha anh em, bên Japan. Đây anh em, con này có lỗi. Đây, nó bị gãy cái này, đó. Bị gãy chân máy nha anh em, đó. Em nói kỹ lại, máy lỗi chỗ nào thì báo cho anh em cho đó. Con này bị gãy chân máy nha. Đó, nhắc lại. Anh em về cơ anh đây, lắp vô bát máy thì vẫn bình thường đây, vẫn cứng. Thì con này giá công khai, giá là 250k cộng ship nha, máy số 23. Tiếp theo lên cho mọi người con máy số 24. Thì 24 lên cho mọi người một con máy Daiwa. Thì con Daiwa là một con Daiwa có cốt trợ lực. Đó. Thì nó nhỏ một cốt trợ lực đây, đó. Thì con này một con Daiwa hàng của Nhật sản xuất cho anh em, hàng nội địa Nhật. Con này có xe tương đương ra tầm khoảng 4.000, cước số 4 đến 190m, cước số 5 đến 150m, xe ra tầm khoảng 4.000, 5.000. Đó. Nhỏ mà có vỏ nha mọi người. Đó. Và máy làm rất nhỏ gọn nha anh em. Máy chạy hai mặt đạn, ngoại hình tương đối sáng. Con cước lăn còn đẹp nha mọi người. Máy hoạt động thì rất là mượt rồi. Đó. Quay ngược ok nè. Quay tới ok nè. Đó. Những con máy thế này nè, kéo rất là khỏe nha anh em. Ừ. Bên sóng nè, đó, rất là ok nha. Rồi, giá công khai máy số 24, giá là 400 nè, 400 cộng ship nha mọi người, 400 cộng ship máy số 24. Tiếp theo máy số 25. Con 25 em lên cho mọi người một con máy của Shimano. Thì con Shimano này nồi nồi kim loại nha anh em. Đó, nồi kim loại. Đó. Thì con này về em chưa vệ sinh luôn á mọi người. Đó, anh em về vệ sinh giúp em. Đây, dính bụi đây. Đó, lau chùi lại giúp em. Đó. Thì máy hoạt động ok rồi. Không lỗi lầm. Tay quay kim loại. Về cho anh em cạo cá săn hàng, câu lăng xê, cha chép thoải mái. Cục biển, đánh bạo lực. Đó, dòng này là dòng cạo cá rồi. Thì con Shimano này sản xuất tại Japan anh em, Nhật. Con này có xe tương đương tầm khoảng 5.000, cước số 5 đến 170m, cước số 4 đến 220m. Rồi, giá công khai máy số 25, giá là 400 anh em, 400 cọc ship máy số 25. Tiếp theo máy số 26. 26 lên cho mọi người một con máy của Daiwa. Thì con Daiwa này một con Daiwa ST1. Đó. Nồi là kim loại nha mọi người. Nồi còn rất là mới luôn. Đó. Đó. Thì
Con này nó có xe tương đương tập khoảng 6.000-7.000, cước số 6 được 180m, cước số 7 được 150m nha. Nồi nồi kim loại, nồi rất là đẹp nha mọi người. Con lăn ok nè. Hàng Japan, hàng Nhật sản xuất. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok luôn. Thì những con này thì về anh em chỉ câu với nhiệm vụ là cảo cá thôi. Đó. Rất là khỏe nha. Rồi, giá công khai mã số 26, giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship mã số 26. Mã rất là ok. Tiếp theo là mã số 27. Thì con 27 bên cho mọi người một con máy của Shimano. Thì con này nồi còn sáng nha anh em. Nồi tổng thể còn sáng. Đó. Đây, chân máy bị mũi dằn xước xác. Thì máy bãi mà anh em không quan trọng ngoại hình thì ok, quan trọng là cái hoạt động đó nè. Đó, hoạt động thì mượt mà rồi đó, rất là mượt nha em. Mô bên là mô bên sống, con này số cốc to, rất là khỏe nha mọi người. Đó, rất là mượt luôn, quen được ok, quen tới ok. Đó, cực kỳ ok. Rồi đây thì con máy số 27 này có xe tương đương tầm khoảng 7.000 anh em, 7.000 cước số 6 được 220m, đó cước số 5 được 280m. Con này ra tầm khoảng 7.000-8.000, thích hợp cho anh em câu đáy câu sông, đánh bộ lực. Rồi giá con máy số 27 giá là 500 anh em, 500k cộng ship máy số 27. Tiếp theo máy số 28. 28 lên cho người vẫn là một con máy của Shimano, hàng nội địa, hàng Japan, thì máy có xuất sắc nè. Nhưng mà đọc chiêu cái là con này nồi inox đây, đó, rất là bổng nha nè. Thì cái dàn nồi này ra trước rất là xa luôn, đó. Nồi inox nha mọi người, rất là đẹp nè. Đó. Cái tem số thì nó, cái này nó đang dán tờ giấy vô nè, bị chóc nè. Ừ. Được cái là con này khỏe. Thì con này sẽ tương đương tầm khoảng 7.000, cứ số 7 được 180m, cứ số 6 được 240m. Máy hoạt động rất là mượt luôn. Con này mượt và khỏe nữa. Đó. Quét nè, ok nè, quay ngược ok nè. Đó. Nghe tiếng sẹt sẹt đó nè, nó cọ như cái này nè. Đó. Quay ok nha nè, đó, rất là mượt. Bôm nằm bên sống. Đó. Rồi giá công khai số 28, giá là 550k nha mọi người, mã số 28. Tiếp theo mã số 29. Thì 29 em lên cho mọi người một con mã Shimano. Thì con này là một con Shimano mô bên chết. Em nhắc lại nha anh em, con này là mô bên chết nha. Đó, xả cứ không được nè, cứng nhắc luôn, con lăn đẹp. Thì con này đóng được con cá cái thì anh em cứ quay thẳng vô đi, bên thẳng, máy rất là khỏe nha. Thì những máy thế này chuyên cho anh em câu lóc, đó, câu lóc, câu đục, sẵn hàng. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 6.000, cứ số 6 được 210m. Tay quay đổi trái phải bình thường nha anh em, tất cả những máy em lên tay quay đổi trái phải bình thường. Máy hoạt động rất là mượt nha mọi người, đó, rất là mượt luôn. Mà mô bin là mô bin chết cho anh em, mô bin không quay được nè, đó. Quay ok, đó. Và tổng rất là khỏe nha anh em. Gần máy số 29 giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship máy số 29. Tiếp theo máy 30. Thì 30 em lên cho mọi người một con máy có nông mô bin chết. Thì con này được anh em gọi là một con máy qua tiễn nè, đó. Hình giống qua tiễn. Thì con này vẫn là mô bin chết nha anh em, quay không được nhá. Quay mô bin không được nhá. Đó. Con này có xe tương đương khoảng 5.000, cứ số 5 được 200m. Đó, con này chia anh em săn lóc, câu lóc bông, đó. Máy rất là khỏe luôn, đó. Mô bên sống, mô bên chết, trả cước ok, về tới ok. Thì con này được sản xuất tại Japan anh em, hàng của Nhật, 5.000, đó. Rồi giá công khai máy số 30, giá là 450k cộng ship nha. Máy số 31 vẫn vậy, rồi một con mô bên chết, đó. Mã bồn chất chiên anh em câu lóc nha, chiên câu lóc đóng một phát là lên bờ luôn chứ không có diều cá gì hết.
Đó, quay ok nè, hoạt động ok. Đó, con này thì không có rè rè. Tới ok, quay lui ok. Thì loại Shimano này rất là bền nha anh em, bền và khỏe. Đó, Titan. Thành Japan Shimano. Con này sẽ tương đương tầm khoảng 5.000 anh em, cước đâm được 200m, giá cũng là 450k cộng ship. Tiếp theo vẫn vậy, một con Shimano 450k cộng ship. Đó. Bộ bên vẫn là bộ bên chết. Sẽ tương đương tầm khoảng cũng 5.000 thôi. Đó. Máy qua tỉnh. Và cộng ok. Đó. Không lỗi lầm nhé. Loại này đánh lóc này rất là ok anh em, đổi tay trái phải bình thường. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 450k cộng ship, máy số 32. Tiếp theo máy số 33. 33 là dân ngờ vẫn là một con máy mua bên chết mọi người. 33 vẫn là một con máy mua bên chết. Đó. Xe mua bên không được nè, đó. Đây, máy mua bên sống. Xe mua bên được nè, đó. Con này không xe được nha mọi người. Thì con này mua bên sống, mua bên chết có nông. Xe tương đương là tầm khoảng, để em xem thông số cước xem. Cước con này qua gộp tầm khoảng 5.000, cước số 5 được 200m anh em. Đó, bên chất. Thì có một số anh em có thể độ được thành mô bên sóng. Đó, thì anh em nào thích thì độ. Thì con này giá công khai vẫn vậy, 450k cộng ship, mãi số 34, 33 chứ. Tiếp theo mãi số 34. 34 là cho người một con máy Daiwa có nông bộ bên chết. Cước số 5 được 200m, cước số 6 là 160m. Con này vẫn là xây 5.000-6.000. Máy hoạt động chân chu nè, rất là mượt luôn. Rất là mượt. Quay ngược ok nè. Quay tới ok nè, đó. Bộ lên bộ bên chết. Thì con này nó bị mắc cái nút bên đây, đó, mắc cái nút bên đây. Đó, hàng này hàng vẫn là hàng của Nhật, giá công khai. Giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship. Nó bị mắc cái nút ra nha anh em, mua bên chất. Đó, những máy nào thế nào thì em sẽ nhắc kỹ lên anh em cái đó. Rồi, đó tổng cộng 34 máy bảy lên trong hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt, em để số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.